heo rừng giá cầy. Thành phần gồm có xả, củ riềng, mắm tôm, mẻ, chất hạt nêm, nước mắm, ớt gia vị vô, rồi xong ta xào, xào cho nó săn lại, chúng ta đổ nước dừa. Nước dừa cho nó rút vô, nó xong rồi khoảng 2-3 phút chúng ta thêm nước vô để cho nó nhập mặt, để mình rim, nên cho nó mềm. Mềm heo, heo rừng nha, thì cái da nó dai, mình cho nó mềm, mình cho nó ngon. Nước cho nó kẹo lại, rút lại. Là bây giờ ta cứ đẩy đi, bếp ga tự làm việc. Ngon quá, nhìn cái chảo này ngon chứ, phải chiến trường nè, mới quá trời ơi. Đây người ta còn mới nữa nè, miếng này mình đã dành để mình rim tỏi ớt mình ăn cơm. Mình để trần qua nước sôi rồi, để mình để dành mai ăn. Hôm nay một chảo rồi, hôm nay một chảo rồi, ăn không nổi đâu. Cái da nó không đúng là dạy heo, tại nó dày nè. Dày lắm, chỉ có giả cày ăn thôi. Làm nãy giờ hì hục có mình đúng rồi, chào tạm biệt các bạn nha.